đẹp quá anh em ơi, mới quá trời mới luôn. À, gương hậu nó nha anh em, chưa mở ra luôn, mới có 1400 cây rồi nha anh em, bộ đô 1400 cây rồi. Xe như thùng, quá mới luôn nha anh em. Vỏ zin nè, ngàn 400 cây vậy nè, mở ít kinh nha anh em, anh là Indo nha, nó có cái này, với nó có cái giò đạp nó khác cái ăn là hạt Việt Nam của mình nha, xe mới về chưa có rửa luôn nha anh em, nhanh tay chốt về rửa dùm luôn, nó có chạy tem xíu đây nha anh em thấy không, chút đỉnh xíu á, xe cũ mà, 38 triệu bào sơ cho cả nhà nhé, quá mới. 800 cây, 1400 cây, hết xăng rồi nè ha, đã rút xăng rồi hết, mới gớt chành xuống nha nè. Đẹp đấy nè, này cái bản này bản giới hạn nha, bản này bản limited đấy, của thằng dòng hạt với thằng mở kinh của cả Indo và Việt Nam luôn nha anh em. Mới giờ rớt xuống chành luôn, vừa cắt cái thùng ra chưa có cái mâm đó là sơn xanh riêng vậy nha cả nhà, chứ anh em nhìn không biết anh em nó chế cháo không có đâu, cái này về gửi ra còn đẹp nữa nha anh em, mới xuống chành luôn anh em, dòm vỏ bánh gai chi chít ngàn mấy cây rồi. Ok ha, anh em nào thấy hợp ý thì mua liên hệ ủng hộ phép nha anh em ha. Rồi, xin cảm ơn anh em.